Chào mừng các bác em quay trở lại với kênh Zika Audio. Và tiếp tục một cấu hình nữa của anh Thân. Anh ở thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện tại với cấu hình này thì em đang ghép một cặp loa G1000 dòng loa bass 20 với một cái form dáng chuẩn đẹp sang trọng như thế này. Nó sở hữu một cái dòng loa mà có thể hát được karaoke và nghe nhạc. Người ta gọi là dòng loa 2-1, 3-1, nghe nhạc, trưng bày, hát karaoke. Đầu tiên em sẽ dạo một đoạn nhạc và giới thiệu chi tiết sản phẩm. Ở đây thì cấu hình này gồm một cặp loa và một con đẩy thôi. Bộ combo này lên đến 21 triệu. Rồi bên dưới chúng em tặng mic và tặng đèn cho các anh em. Cặp loa này có một cái màu gỗ gõ đỏ và phiên bản này chúng em có hai màu sắc nhé. Một là màu đỏ này và một màu là màu đen. Bác nào thích màu đen thì ghép màu đen, màu đỏ em sẽ ghép màu đỏ theo lựa chọn của quý khách hàng. Em lại gần hơn một chút. Với thiết kế ngôn ngữ của nó là dòng 2 bát 20, 1 bát 15 và một tép đôm từ neo thì là cái chiều cao chuẩn của nó là 1m15 và có thể lắp được thêm cái chân đế thông minh như ở đây. Và bên này em không lắp để các anh em có cái sự so sánh nó rõ nét hơn. Ở đây con đẩy này, con súp này đang để kê đẩy thôi chứ không có súp hỗ trợ nhé. Tấm mê căng của nó bằng lụa mỏng, vừa có tính năng chống bụi bẩn vừa có tính năng lọc âm luôn. Hiện tại thì con tép này nó thể hiện rất là tốt về cái dải siêu tép cũng như là trung sáng bát, hai con bát điện 20 này và công nghệ màng Gorilla Glass thế hệ cao cấp nhất của năm nay. Phiên bản này là phiên bản được ra mắt từ năm ngoái nhưng mà những cái cặp loa này là cặp loa của phiên bản năm nay vừa mới về showroom chúng em. Hiện tại cái cấu hình đằng sau của nó cái này nó sẽ cho chúng ta đánh theo cái phong cách là đánh được chế độ bass tép riêng. Và đây là cái dòng loa mang cái tính chất high-end nhiều hơn. Nhưng mà với những cái dòng loa thế hệ mới này chúng ta có thể hát được karaoke nên là em sẽ đi bass tép luôn karaoke. Dùng con đẩy X7 DAC này nó sẽ giúp chúng ta vừa có tính năng nghe nhạc router đẹp rất chi tiết. Em tắt đi nhá. Đó. Và có chip giải mã xử lý đi kèm. Con đẩy này có thể lên đến 1000W một kênh, có thể đánh được hai cặp loa này. Và đây em sẽ đi vào test luôn một đoạn karaoke cho các anh em chúng ta cùng lắng nghe thưởng thức cái khả năng trình diễn karaoke qua cặp loa và qua cặp loa chuyên nghe nhạc và có thể hát được karaoke. Và rất là cảm ơn anh Thân, anh ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với một cấu hình VIP này. Chúng em sẽ cố gắng gửi hàng sớm nhất có thể để anh có thể nhận được hàng. Đỏ ngang cô lại
vui hay bên nhau như nhành câu địa trâu, mặn mà nghĩa phú thế mà trở phụ câu thề. Anh đi không hẹn về, sao nặng tình hai quê. Bên đi những nguyện thề, có trách lòng bên về. Quê người mưa nắng có con tình sâu nặng hay nhạt phai trong lòng. Bên đây chân trời rộng, sức trẻ dài đôi chân. Bên đây bao cảnh đời, cảm nhận lòng bao dung. Mưa nắng quê người vẫn sâu nặng, niềm tin yêu trong cõi đời tựa sao mãi nơi chân trời. Mặn mà nghĩa phú thế mà trở phụ câu thề. Ai đi không hẹn về, sao nặng tình hai quê. Bên đi những nguyện thề, có trách lòng bên về. Quê người mưa nắng có con tình sâu nặng hay nhạt phai trong lòng. Bên đây chân trời rộng, sức trẻ dài đôi chân. Bên đây bao cảnh đời, cảm nhận lòng bao dung. Mưa nắng vẫn sâu nặng, niềm tin yêu trong cõi đời tựa sao mãi nơi chân trời. Niềm tin yêu trong cõi đời tựa sao mãi nơi chân trời. Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy xác tin.